Ít ai biết được rằng, đằng sau ánh hào quang trên sân khấu, nhiều ngôi sao đình đám của showbiz đã từng phải trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió. Triệu Lệ Dĩnh, Thư Kỳ, Tôn Lệ đều là những cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Thế nhưng, để có được thành công như ngày hôm nay, họ đã phải nỗ lực hết mình trên con đường nghệ thuật đầy gian nan, thậm chí đánh đổi cả thanh xuân của mình suốt nhiều năm trong showbiz. Hãy cùng showbiz phim điểm qua một vài ngôi sao vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tỏa sáng nhé. Thư Kỳ. Mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ sinh năm 1976 trong một gia đình không khá giả tại Tân Bắc, Đài Loan. Vì gia cảnh khó khăn nên từ nhỏ, Thư Kỳ đã phải bỏ học sớm để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Gia đình cô chưa ngày nào được ăn một bữa cơm thịnh soạn. Cha mẹ cũng không cho cô tiền tiêu vặt vì kinh tế hạn hẹp. Sống trong hoàn cảnh quá thiếu thốn và có cá tính mạnh mẽ, nên Thư Kỳ thường cãi nhau với cha mẹ, gây gổ với bạn bè và hay bỏ nhà đi. Năm 16 tuổi, Thư Kỳ rời quê hương đến Hồng Kông để tìm kiếm công việc đỡ đần cha mẹ. Cô vô tình lọt vào mắt xanh của một nhân viên thuộc tạp chí khiêu dâm. Vì muốn đưa nhanh chóng gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói, cô chấp nhận lời đề nghị trở thành người mẫu ảnh nóng. Năm 1996, vào thời điểm phim cấp 3 đang trở thành trào lưu ở Hồng Kông, Thư Kỳ đã quyết định dấn thân vào thể loại phim này. Sự lựa chọn của Thư Kỳ khiến mối quan hệ giữa cô và gia đình ngày càng căng thẳng. Mỹ nhân cho biết, tuổi thơ trong tôi là sự túng thiếu và đổ vỡ. Tôi bị ám ảnh bởi cái đói. Tôi muốn gia đình mình thoát khỏi cảnh nghèo khó. Sau này, tiền kiếm được tôi đều chi cho đồ ăn đầu tiên, ăn, nhất định phải ăn. Sau đó, nữ diễn viên xuất hiện ở nhiều bộ phim nóng, tên tuổi của Thư Kỳ nổi tiếng khắp Hồng Kông, Đài Loan, Đại Lục sau khi đóng những bộ phim người lớn. Năm 1996, Thư Kỳ góp mặt trong phim Ngọc Nữ Tâm Kinh, một bộ phim có nhiều cảnh nhạy cảm của đạo diễn Vương Tinh. Vì cảm thấy tiếc cho tài năng của nữ diễn viên nếu cứ theo nghiệp phim nóng, vị đạo diễn gạo cội đã bàn với cô để định hướng con đường phát triển mới cho tương lai. Tuy nhiên, người đẹp cho biết cô bị xã hội đen ép đóng phim cấp 3 nhiều năm nên vẫn đắn đo. Sau khi đạo diễn Vương Tinh thỏa thuận xong với các băng nhóm xã hội đen, Thư Kỳ bắt đầu xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh và cô thật sự tỏa sáng với tài năng diễn xuất của mình. Nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Vương Tinh, Thư Kỳ đã được hợp tác với Mạc Văn Úy và Trương Quốc Vinh trong bộ phim Sắc Tình Nam Nữ. Với vẻ đẹp cá tính riêng biệt, Thư Kỳ nhanh chóng được khán giả biết đến. Dù sự nghiệp khởi sắc hơn, nhưng cô cũng vấp phải không ít ý kiến tiêu cực từ dư luận vì quá khứ đen tối. Bằng sự nỗ lực không ngừng, mỹ nhân đã vinh dự nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất trong liên hoan phim điện ảnh Kim Mã lần thứ 42 nhờ vai diễn trong bộ phim Thời Gian Tươi Đẹp Nhất. Tên tuổi của cô còn vươn ra tầm thế giới khi là một trong số ít sao Hoa ngữ được trở thành giám khảo của liên hoan phim Cannes. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh chính là một trong những cái tên bảo chứng rating hàng đầu của Hoa ngữ hiện nay. Nữ diễn viên đã thực sự tạo được ấn tượng với người hâm mộ qua các vai diễn của mình. Ngắm nhìn một Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp, kiêu sa, đài các là thế nhưng ít ai biết rằng cô ấy được sinh ra ở vùng nông thôn ở Hà Bắc. Bố của Triệu Lệ Dĩnh từng là cảnh sát, mẹ làm thu ngân của một tiệm tạp hóa nhỏ. Cả nguồn sống của gia đình cô chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi của bố mẹ. Triệu Lệ Dĩnh đã không ngần ngại mà chia sẻ với báo chí rằng bố mẹ tôi đều có xuất thân từ nông dân. Do hoàn cảnh khó khăn, quá trình học tập của Triệu Lệ Dĩnh không được trọn vẹn như nhiều người khác. Cô không có may mắn được lên đại học, phải dừng việc học sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại trường kỹ thuật thông tin điện tử Lang Phường. Nữ diễn viên từng mơ ước được trở thành một tiếp viên hàng không, thế nhưng cũng vì gia cảnh, cô phải đi làm thuê với nhiều nghề khác nhau. Bước ngoặt cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh đến vào năm 2006, khi cô tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng và may mắn trở thành quán quân. Sau vài năm loay hoay với những vai nhỏ diễn như không diễn, Triệu Lệ Dĩnh nhận được vai tình nhi ở bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách, qua đó để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Thời điểm mới bước chân vào làng giải trí, Triệu Lệ Dĩnh bị thất thế khá nhiều so với những người đồng nghiệp tốt nghiệp đại học nghệ thuật chính quy. Cô không ít lần bị chế giễu về trình độ học vấn, kỹ năng diễn xuất và cả khả năng tiếng Anh. Thậm chí, phong cách ăn mặc của cô cũng là chủ đề bị cộng đồng mạng lấy ra bàn tán, đến nỗi người ta còn gắn mác gái quê cho nữ diễn viên. Dẫu vậy, Triệu Lệ Dĩnh không nhụt chí mà luôn không ngừng trau dồi bản thân, từng bước xây dựng một vị trí khó lòng lay động trên màn ảnh Hoa ngữ thông qua các bộ phim như Lục Trinh Truyền Kỳ, Sam Sam Tới Rồi, Sở Kiều Chuyện, Hoa Thiên Cốt, Chu Tiên, Thanh Vân Chí, Minh Lan Chuyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ và mới đây nhất là Giữ Phượng Hành. Những năm qua, Triệu Lệ Dĩnh có địa vị vô cùng vững chắc trong giới. Với địa vị của mình, cô gái năm nào từng phải sớm đi làm thuê nay đã trở thành đại gia của chính mình và là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất nhì của showbiz xứ Trung hiện nay. Tôn Lệ. Nương nương Tôn Lệ cũng xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả. Mặc dù được sinh ra ở thành phố Thượng Hải,
nhưng gia cảnh của Tôn Lệ lại không hề khá giả như nhiều người từng nghĩ. Tôn Lệ sinh năm 1982, khi cô học tiểu học, cuộc sống hôn nhân của bố mẹ Tôn Lệ gặp phải vấn đề trục trặc, bố cô đã bỏ mẹ con cô để đến với người phụ nữ khác. Cuộc sống thiếu vắng người đàn ông trụ cột khiến hai mẹ con gặp nhiều vất vả. Trong 7 năm, mẹ Tôn Lệ đã phải bươn chải nhiều công việc và phải thường xuyên rời chỗ ở vì không đủ tiền thuê nhà. Khi mẹ của Tôn Lệ thất nghiệp, bố cô cũng không chu cấp cho hai mẹ con được bao nhiêu tiền. Cuộc sống khó khăn, cô gái ấy đã quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật mà mình đã lựa chọn và thực sự Tôn Lệ đã thành công. Tôn Lệ sớm bộc lộ năng khiếu múa hát từ nhỏ, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Vào năm 11 tuổi, nữ diễn viên đã có cơ hội tham gia lưu diễn tại Anh, Mỹ, Nhật Bản. Tài năng vũ đạo cũng giúp Tôn Lệ lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim Tân Dòng Sông Ly Biệt với một vai diễn nhỏ trong đội múa của nữ chính Lục Y Bình do Triệu Vy đóng. Từ đây cô chính thức gia nhập showbiz. Cùng năm, Tôn Lệ được giao vai nữ chính An Tâm trong phim Ngọc Quan Âm. Vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên này đã giúp cô giành hai giải thưởng là nữ diễn viên xuất sắc và nữ diễn viên được yêu thích nhất tại truyền hình Trung Quốc Kim Ưng lần thứ 22. Thành công nhất trong sự nghiệp Tôn Lệ phải kể đến vai diễn Để Đời Chân Hoàn trong Chân Hoàn Chuyện của đạo diễn Trịnh Tiểu Long. Tác phẩm giúp cô đứng vững ở vị trí nữ diễn viên hạng A và hút được lượng fan khủng trên khắp châu Á. Cô cũng trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên được đề cử giải thưởng truyền hình Emmy lần thứ 41 cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc. Tiếp nối Chân Hoàn Chuyện, Tôn Lệ lại tiếp tục thống trị màn ảnh nhỏ với Mị Nguyệt Chuyện năm 2015. Bộ phim đạt được rating cao kỷ lục ở Đài Đông Phương và Đài Bắc Kinh. Trong những năm sau đó, Tôn Lệ vẫn tiếp tục có thêm các phim truyền hình ăn khách như Lạt Mụ Chính Chuyện hay Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn, An Gia Thiên Hạ. Tôn Lệ nổi tiếng khó tính và cầu toàn khi chọn lựa kịch bản. Nữ diễn viên mỗi năm chỉ nhận 1 đến 2 tác phẩm, song cô luôn thử thách bản thân với những vai diễn khó, cần phải lột tả sâu nội tâm sâu sắc của nhân vật. Dù đã sấp xỉ bước sang ngưỡng tuổi 40, Tôn Lệ vẫn thuộc top những diễn viên có lượng cát-xê cao nhất nhì Trung Quốc. Châu Nhuận Phát là một ngôi sao lớn của làng giải trí Hoa ngữ, Châu Nhuận Phát được khán giả thân thương đặt cho biệt danh Thiên Vương Bình Dân. Thật không khó để bắt gặp hình ảnh giản dị của ông khi đi mua đồ bình dân tại chợ, đi xe điện ngầm, xe buýt. Nhiều người còn từng đặt ra câu hỏi tại sao một ngôi sao lớn, sở hữu khối tài sản khổng lồ lại sống tiết kiệm như vậy. Sẽ là dễ hiểu nếu bạn biết được Châu Nhuận Phát đã phải trải qua một tuổi thơ cơ cực đến thế nào. Sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, lúc chỉ mới 6 đến 7 tuổi, nam diễn viên đã phải cùng anh chị trong nhà đi chăn bò, ra đồng nhổ cỏ với mẹ và thỉnh thoảng đem những thứ nhà trồng được ra chợ cách đó hàng chục cây số để bán. Từ năm 10 tuổi, Châu Nhuận Phát đã bắt đầu đi làm thêm mỗi kỳ nghỉ hè, nam diễn viên phải đến làm việc ở một xưởng điện tử kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Đến năm học lớp 9, gia đình ngày càng lâm vào cảnh khó khăn, Châu Nhuận Phát quyết định bỏ học để đi làm kiếm tiền. Trong những năm tháng cơ cực đó, Châu Nhuận Phát đã làm qua hàng trăm việc từ đánh giày, bồi bàn, đưa thư, chụp ảnh. Cũng nhờ quãng thời gian khốn khó đó, đã tích lũy cho Châu Nhuận Phát nhiều kinh nghiệm phong phú trong cuộc sống và diễn xuất. Năm 18 tuổi, trên đường đi làm, nhìn thấy mẩu tin chiêu mộ nhân tài của đài TVB nên Châu Nhuận Phát đã rủ bạn bè đăng ký và mỗi mình anh vượt qua vòng tuyển chọn. Năm 1975, tài tử bắt đầu tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp. 5 năm sau, vai diễn Hứa Văn Cường trong tác phẩm truyền hình Bến Thượng Hải đã giúp anh trở thành ngôi sao hàng đầu đại lục. Năm 1986, Châu Nhuận Phát nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim điện ảnh Hồng Kông cho vai chính trong bộ phim Bản sắc Anh hùng. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, anh từng 3 lần lên ngôi ảnh đế kim tượng. Hiện tại, dù sở hữu khối tài sản lên đến 200 triệu đô la Mỹ nhưng Châu Nhuận Phát lựa chọn lối sống không bon chen, xa hoa. Châu Tinh Trì. Tuổi thơ của Châu Tinh Trì là một câu chuyện thấm đẫm nước mắt, chứ không hề hài hước như những bộ phim do ông sản xuất. Nam diễn viên sinh năm 1962 tại một khu ổ chuột ở Cửu Long, Hồng Kông trong gia đình có 3 chị em. Vì họ hàng bên ngoại bị xếp vào thành phần phản cách mạng nên cha mẹ ông bị từ chối làm việc ở nhiều nơi. Từ khi lên 3 tuổi, Châu Tinh Trì phải chứng kiến cảnh cha đánh đập mẹ và các chị của mình hàng ngày. Năm tài tử lên 7 tuổi, cha mẹ anh ly dị. Mẹ Châu Tinh Trì nhận trách nhiệm nuôi 3 người con. Quãng thời gian sau đó là những tháng ngày cơ cực, nghèo đói của nam diễn viên. Vì mẹ anh chỉ là một công nhân đi làm thuê cho một công xưởng nên thu nhập của bà rất bấp bênh, không thể chu cấp đầy đủ cho con cái. Sau khi ly hôn, cha anh cũng không gửi một đồng nào tiền trợ cấp cho bốn mẹ con. Sau đó vì không đủ ăn, mẹ đã phải gửi ông sang sống với bà ngoại. Từ nhỏ ông đã phải ra chợ mưu sinh, bữa được bữa không. Năm lên cấp 2, Châu Tinh Trì thường đi làm thêm tại nhiều nơi trong dịp nghỉ hè để giảm bớt gánh nặng cho mẹ và các chị. Nam diễn viên từng bán hàng thuê tại nhiều nơi,
nhưng còn nhỏ tuổi nên tiền lương anh được nhận cũng không nhiều. Đến cấp 3, Châu Tinh Trì quyết định bỏ học và theo học Kung Fu vì không đủ tiền đóng học phí. Cũng từ đây, cuộc đời của vua hài Hồng Kông dần dần thay đổi. Trong một lần đi làm thêm và đọc được thông báo tuyển chọn diễn viên từ TVB, Châu Tinh Trì cùng người bạn quen biết tại cửa hàng làm thêm là Lương Triều Vĩ rủ nhau tham gia dự thi khóa học diễn xuất của đài TVB. Không may mắn được nhận vào ngay như anh bạn họ Lương, Châu Tinh Trì phải thi thêm 2 lần nữa mới được tuyển vào nhà đài. Năm 1982, nam diễn viên tốt nghiệp và tiến thân vào ngành giải trí. Trong hơn 5 năm từ sau khi tốt nghiệp, anh cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nhưng chỉ được đảm nhận những vai phụ. Bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Châu Tinh Trì đến khi anh tham gia bộ phim Phán Xét Cuối Cùng. Vai diễn trong phim trên giúp anh giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Kim Mã. Từ năm 1994, Châu Tinh Trì bắt đầu tự viết kịch bản và chuyển sang vai trò đạo diễn cho những bộ phim của mình và gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Tinh Gia chính là một tượng đài của nền điện ảnh châu Á nói chung và màn ảnh Hoa ngữ nói riêng. Mã Thiên Vũ. Khác với ngoại hình thư sinh điển trai, nam diễn viên Mã Thiên Vũ sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó ở vùng Sơn Đông. Gia đình của Mã Thiên Vũ có đến 4 anh chị em, bố mẹ lại đi làm xa nên từ nhỏ, Mã Thiên Vũ đã thiếu thốn cả tình thương lẫn vật chất. Gia cảnh vốn đã nghèo khó, mà cha còn nợ nần chồng chất, đã khiến cho Mã Thiên Vũ luôn phải sống trong chuỗi ngày nơm nớp lo sợ, mỗi lần chủ nợ đến làm phiền. Bi kịch nối tiếp bi kịch, khi chính Mã Thiên Vũ chứng kiến mẹ mình ra đi vì nghĩ quẩn, điều này đã để lại những ám ảnh trong cuộc đời anh, đến giờ vẫn không thể nào quên đi được. Sau khi mẹ mất, người cha rượu chè của anh cũng bỏ nhà ra đi, em trai thì bị người ta bắt đi mất, chỉ còn anh và người chị lớn lên dưới sự đùm bọc của ông nội. Khi trưởng thành, Mã Thiên Vũ bắt đầu đi làm đủ mọi nghề nghiệp để kiếm sống và phụng dưỡng ông bà. Mỗi tháng Mã Thiên Vũ cũng chỉ kiếm được 150 tệ rồi gửi hết về cho ông nội ở quê để trả nợ. Lúc đó, chàng trai trẻ này chẳng dám mong ước xa vời, anh chỉ muốn kiếm đủ tiền sống và kết hôn, có một gia đình bình dị mà thôi. Đến năm 18 tuổi, Mã Thiên Vũ xin được một công việc trong studio với mức lương khá hấp dẫn, cũng từ đó mà cuộc sống của anh trở nên ổn định hơn. Nhưng cũng từ đây, một ngã rẽ đã mở ra cho Mã Thiên Vũ khiến cuộc đời anh thay đổi. Ở studio này, Mã Thiên Vũ đã quen được một số người trong làng giải trí. Với ngoại hình bắt mắt và tài năng về âm nhạc, Mã Thiên Vũ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Sau chương trình này, Mã Thiên Vũ có công ty quản lý, anh trở thành ca sĩ và cũng lấn sân sang mảng phim ảnh. Với thành công của bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm, nam diễn viên đã có một cơ hội đổi đời. Sự nghiệp của Mã Thiên Vũ từ đó cũng thăng tiến nhanh chóng, anh có được những vai chính và hợp tác với nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Trịnh Sảng, Dương Tử. Nhìn nụ cười sáng lấp lánh của Mã Thiên Vũ ở thời điểm hiện tại, ít ai nghĩ rằng anh đã từng có cuộc sống cơ cực đến thế. Sau khi nổi tiếng, khi anh bị vướng vào tin đồn làm trai bao cho các phú bà, sự việc truyền đến tai ông nội của anh, khiến cho bệnh tình của ông đột ngột trở nên nghiêm trọng hơn và qua đời không lâu sau đó. Dù sự việc đã qua lâu, nhưng đến giờ Mã Thiên Vũ vẫn luôn tự trách mình vì sự ra đi của ông nội. Bạn ấn tượng với hành trình vượt qua nghịch cảnh của diễn viên nào nhất trong video này? Bạn còn biết những diễn viên nào cũng có hành trình vượt khó truyền cảm hứng như thế nữa? Hãy chia sẻ cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!